Như vậy là tôi vừa hướng dẫn sơ lược cho các anh chị một cái quy trình, một cái cách thức để chúng ta gửi một cái email công việc, một cái email chào hàng, một cái email trả lời với các đối tác, với khách hàng, với đồng nghiệp làm sao cho nó chuyên nghiệp nhất. Đấy là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai thì tôi muốn giới thiệu với các anh chị một số những cái tiện ích để các anh chị tích hợp sử dụng vào với email. Thế thì ở đây thì trên thị trường nó có rất nhiều các tiện ích, thì tôi sẽ giới thiệu với một số các anh chị một cái tiện ích cơ bản, và sau đó thì tôi sẽ mở rộng thêm và các anh chị sẽ tự tìm hiểu. Và cái tiện ích thứ nhất là tôi muốn các anh chị biết là khi mà các anh chị gửi Gmail hoặc là Yahoo Mail cho nhau, thì các anh chị có muốn biết rằng là tôi gửi mail cho các anh chị và tôi biết chính xác việc anh chị đã mở mail hay chưa, giống như là tôi đã sử dụng dịch vụ email marketing. Các bạn có muốn biết cái tính năng đấy không ạ? Tôi nhắc lại nhé, các bạn có muốn biết và muốn làm được cái tính năng này, tôi là Phan Anh, tôi gửi mail cho anh chị và tôi biết chính xác rằng là anh chị đã mở email của tôi rồi hay chưa. Thí dụ, tôi gửi email lên lương cho sếp, tôi biết sếp đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi nhưng sếp không trả lời. Các bạn có muốn biết điều đấy không ạ? Tôi nghĩ chắc là có, đúng không ạ? Hay là tôi gửi email cho khách hàng và tôi chào hàng về gói dịch vụ của tôi, tôi biết chính xác là khách hàng đã sử dụng, đã mở email, đã đọc đường link của tôi rồi nhưng khách hàng không trả lời, thì tôi biết rằng là khách hàng có vẻ không thích mình đây, đúng không ạ? Hay là khách hàng bận rộn đây, vân vân. Khi mà chúng ta biết được một cái điều đấy rất là hay, đúng không ạ? Hay là kể cả trong cái tình cảm cá nhân, ví dụ thế, các bạn gửi thư cho gấu lúc cãi vã, đúng không? Các bạn gửi thư gấu đọc rồi, đọc 3-4-5 lần không trả lời, bao nhiêu lần đọc là mình biết được hết. Các anh chị có tò mò không? Chắc là có, đúng không? Không muốn tôi hướng dẫn ngay không? Vâng, nói đùa đấy thôi, tôi sẽ hướng dẫn ngay. Đấy, tôi cũng làm cho cái câu chuyện nó thêm thú vị một chút. Vâng, thế thì các anh chị nhìn thấy cái email của tôi đây nó rất là đầy, đúng không ạ? Nó dung lượng của Google là 15GB thì tôi cũng đã đầy hết là 15GB rồi, cho nên là nó mới có cái phần nó thông báo là email của tôi nó bị đầy. Thì do cái khối lượng công việc rất là nhiều cho nên là email cứ một vài tháng nó đầy thì tôi lại phải format nó đi. Vâng, thế thì bây giờ như này, tôi sẽ hướng dẫn với trình duyệt Chrome. Thứ nhất là cái Gmail á, thì nó không có thêm những cái tính năng bên ngoài đâu, và chúng ta muốn có tính năng bên ngoài thì tức là chúng ta sẽ cài thêm các cái gọi là extension hay còn gọi là phần mở rộng cho trình duyệt. Và cái tính năng này là các bên, các công ty phần mềm họ viết tính năng này cho trình duyệt và sau đó nó tích hợp với các dịch vụ của mình. Ví dụ trên Facebook nó cũng có rất nhiều cái tính năng, trên Gmail nó cũng có rất nhiều tính năng. Thì thứ nhất là tôi có thể gợi ý cho các bạn, đầu tiên là các bạn sẽ vào cái trình duyệt Chrome nhé. Tôi sẽ hướng dẫn với Chrome thì các bạn có thể áp dụng với Firefox cũng tương tự như vậy. Đấy. Mình sẽ bấm vào cái phần app này, tức là chúng ta sẽ vào cái phần Web Store thì tất cả những cái tiện ích của Chrome nó sẽ ở đây hết các anh chị ạ. Các tiện ích, nó có những tiện ích gì thì ở trên này có hàng nghìn hàng vạn các tiện ích, nhưng mà tôi không giới thiệu nha. Các anh chị muốn dùng thêm cái gì đấy, có rất nhiều tiện ích hay thì các anh chị dùng. Tôi đang sử dụng các tiện ích dành cho email, đối diện cụ thể là Gmail. Thì tôi sẽ search Gmail vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều các dịch vụ. Rất nhiều các dịch vụ. Đấy. Đấy, ví dụ như là nó sẽ gửi thông báo. Ở đây khi có mail đến ở trên này nó sẽ gửi thông báo. Thì chúng ta sẽ có những cái dịch vụ như vậy. Ví dụ như là Gmail Tracker. Thì các bạn cài cái dịch vụ Gmail Tracker này vào thì khi mà có email đến mà bạn không mở tab email thì nó sẽ báo ở trên trình duyệt. Thì cái đấy là Gmail đấy, mình cài vào đây, ví dụ như thế này. Ok, mình chọn Add Extension. Nếu các bạn dùng tiếng Việt thì nó sẽ khác nhé, đây là tôi dùng tiếng Anh. Sau khi mình cài xong thì nó sẽ chọn đấy, nó sẽ load đến cái email nào của mình. Ví dụ như là mình có thể chọn đến cái email cơ bản, một cái email ít dùng thì mình không dùng đến. Thứ hai là đấy là cái nó hiển thị cái email ở trên này nhé, và nó giúp cho các bạn là tránh cái việc là email đến mà bạn không biết, ví dụ bạn là một người lười check email chẳng hạn, được chưa? Thứ hai là tôi đang nói về cái dịch vụ kiểm tra cái việc mở thư hay chưa, thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm có tên là Yesware.
Yes là vâng, where là phần mềm nhé. Yes where. Đây, ví dụ như tôi đã cài cái phần mềm này rồi. Yes where email tracking. Hoặc là dưới này cũng có nhiều mail track for Gmail. Đấy, mình cài vào. Và cái này có vẻ là tốt hơn đúng không? Số lần đánh giá cao hơn. Thế thì bạn có thể sử dụng cài là mail track for Gmail, bạn add to Chrome vào đây, add extension. Bạn không muốn cái này thì bạn có thể nhổ đi. English, ok. Add account, ok, mình sẽ chọn email này. Mình sẽ tắt hết những cái email kia đi. Rồi, mình thiết lập hết mọi thứ, được chưa ạ? Auto. Và cái này cũng vậy, mình sẽ cài với cái, đăng nhập với cái Gmail của mình vào. Allow, mình đồng ý cho nó vào. Thế nếu mà mình không muốn cài cái gì nữa, và ở đây thì mình dùng cái gói này là gói miễn phí. Mình đang dùng cái gói miễn phí, được chưa ạ? Thế là nếu mà mình muốn dùng cái gói trả phí, tức là nó sẽ đo được nhiều email hơn thì mất $4 một tháng. Nếu mà mình không muốn thì thôi, mình dùng cái mail này. Xong rồi, sau đó thì mình khởi động lại trình duyệt một cái là xong nhá. Mình khởi động lại trình duyệt một cái là xong, thì là ngay lập tức là trong mỗi một cái phần mà chúng ta gửi email đi thì nó sẽ có một cái phần tracking, và sau đó thì nó sẽ báo về cho mình là có bao nhiêu người đang mở. Đấy, mở vào thời điểm nào, mở mấy lần thì chúng ta sẽ làm thấy. Vâng, update permission allow, xong rồi ạ. Ngoài ra thì trên này còn rất nhiều các cái dịch vụ nữa thì các bạn có thể tìm thêm, ví dụ như cái dịch vụ tự động gửi lại email, rồi tự động nhắc gửi email, vân vân, thì chúng ta cũng có thể làm. Thì chúng ta sẽ search vào đây các Gmail extension hay là cái những cái ứng dụng dành cho Gmail, chúng ta tìm ở đây nó sẽ ra rất nhiều nhé. Chẳng hạn như chúng ta muốn đổi giao diện của Gmail chẳng hạn, chúng ta cũng có thể dùng được. Đấy, rất nhiều các cái dịch vụ thì chúng ta tìm thêm nhé. Đấy, ví dụ như là Stretch CRM, tức là nó sẽ đo lường cái việc gửi, rồi cũng như là những cái phần trả lời phản hồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải trả tiền. Thông thường ở đây thì tôi hay sử dụng các dịch vụ miễn phí. Ví dụ như đây này, các bạn có thể gửi cái dịch vụ Boomerang này, nó sẽ tự động gửi lại thư hoặc là gửi thư theo lịch hẹn cho chúng ta. Rồi thì Wildstamp là dịch vụ chữ ký cho Gmail. Và ngoài ra thì còn rất nhiều các cái khác nữa chúng ta có thể tìm. Và xong chúng ta nghịch thêm nhé. Gmail to Drive List, rồi thì Gmail Snoo, Gmail Attack, nó nhiều cái hay lắm, được chưa? Vâng. Thế thì ở đây thì tôi xin phép giới thiệu sơ lược như vậy để các bạn sử dụng thêm nhé. Bây giờ tất cả các email tôi gửi đi là đều đã được tracking. Tất nhiên là vì dùng bản miễn phí cho nên nó bị giới hạn về số lượng. Ok, tôi xin phép được kết thúc cái bài học và bài chia sẻ này ở đây. Thì trước khi kết thúc bài học này thì tôi muốn điểm lại cái nội dung của bài học là gì. Nội dung của bài học này là các anh chị cần nhớ là khi gửi email cho công việc, khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì chúng ta nên thận trọng trong cái quá trình gửi, sử dụng ngôn từ mang cái phong cách kinh doanh, công việc rất là lịch sự, trang trọng, đúng không ạ? Viết theo cái lối là có các cái phần mở đầu, thân bài, kết bài và phần cảm ơn, liên hệ. Trong từng cái phần chúng ta viết thì chúng ta sẽ viết theo cái lối là rất là mạch lạc, rõ ràng và dễ hiểu, trực tiếp, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nên cẩn thận là trước khi bấm nút gửi thì chúng ta kiểm tra nội dung, sai lỗi chính tả và thư đính kèm. Rất nhiều khi là chúng ta gửi đính kèm file chúng ta quên, và chúng ta sẽ làm một cách chuyên nghiệp bằng cách là setting cái chữ ký, rồi cài thêm một số các cái plugin hay là cái extension đối với trình duyệt để sử dụng cái công cụ Gmail nó hiệu quả hơn. Vâng, và nếu như các bạn cần sự hỗ trợ hoặc tư vấn gì thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên để chúng tôi hỗ trợ cho các anh chị.